người Công giáo Úc phản đối dự luật trợ tử. Trước việc Quốc hội bang Queensland của Úc đang chuẩn bị tranh luận dự luật về an tử và trợ tử, người Công giáo Úc vận động mọi người ký tên vào bản kiến nghị gửi đến Quốc hội để phản đối dự luật, đồng thời tổ chức cuộc tuần hành vì sự sống. Để ủng hộ bản kiến nghị, Đức Tổng giám mục Mark Coleridge của Tổng giáo phận Brisbane đã gửi một thư ngỏ đến các tín hữu, mời gọi mọi người ký tên vào bản kiến nghị. Trong thư ngài viết, những luật này nếu được thông qua sẽ đảo lộn các nguyên tắc cơ bản đã hỗ trợ hệ thống y tế và pháp luật của chúng ta trong nhiều thế kỷ. Đạo đức không làm hại và cấm giết người. Ngài lưu ý, chúng ta phải làm mọi sự có thể để bảo vệ người dân Queensland hơn là giúp họ chết, gây thiệt hại cho tương quan nền tảng của sự tin tưởng phải có giữa bệnh nhân và bác sĩ. Chúng ta có thể làm cho người dân Queensland, những người dễ bị tổn thương, người già hoặc người bệnh nan y, có nguy cơ bị chết oan bằng cách gây áp lực, buộc họ phải tự kết liễu đời mình để không trở thành gánh nặng cho gia đình và bạn bè. Đức Tổng giám mục Coleridge mời gọi người Công giáo ký vào bản kiến nghị được tài trợ bởi HOP, một liên minh xã hội dân sự, gồm các nhóm phản đối an tử và trợ tử. Ngài yêu cầu người Công giáo gửi email đến các thành viên của nghị viện bang Queensland và thúc giục họ phản đối việc đưa ra các đạo luật này. Theo Đức Tổng giám mục, vấn đề đang trở nên khẩn cấp. Về phía dư luận, trước sự tranh luận quan trọng này, trong cộng đồng Queensland, nhiều người Công giáo đã lên tiếng phản đối và tổ chức các cuộc biểu tình công khai chống dự luật. Các bệnh viện Công giáo công khai bác bỏ dự luật về an tử, bởi vì theo dự luật, nếu bệnh nhân sắp chết hoặc quá yếu và họ yêu cầu thực hiện an tử, các bác sĩ có thể bị buộc thực hiện yêu cầu này. Các bệnh viện đưa ra lời kêu gọi, những người già, người đau yếu và dễ bị tổn thương ở Queensland cần sự giúp đỡ của bạn để bảo đảm rằng những luật gây chết người này không được thông qua ở bang này. Chúng tôi kêu gọi các bạn ký vào bản kiến nghị và gửi email đến các nghị sĩ và yêu cầu bạn bè và gia đình làm điều tương tự. Vào ngày 11 tháng 9 tới đây, một cuộc tuần hành vì sự sống sẽ được tổ chức tại Brisbane nhằm phản đối dự luật an tử. Giáo hội đã tổ chức vận động nhằm nâng cao nhận thức của dư luận qua các hoạt động ở các giáo xứ nhằm bảo đảm rằng dự luật không được thông qua. Khẩu hiệu của chiến dịch, lòng nhân ái không bao giờ giết chết.